Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Nhóc MT. Ok, thì lời đầu tiên được cho mình gửi đến toàn thể tất cả các bạn một lời chào trân trọng nhất. Chúc toàn thể anh em có một ngày mới vui vẻ. Ok, farm hết mình quẩy nhiệt tình. Rồi thì hôm nay tiếp tục với bên hội trường của nhà mình thì tiếp tục đến với cái series đánh trai quân của mình. Đấy, như anh em biết trước video trước thì đánh trai Million rồi đúng không anh em? Rồi còn video này thì anh em lại thích đánh với cái em gì nữa đây nào? Đấy anh em thấy không? Úi dồi ôi, cả một đàn em Minion. Úi dồi ôi, nó chào bản đồ cái đứng ngoài luôn đúng không anh em? Rồi đấy thì mình sẽ à thôi được để đi vào đây làm ba ba này rất khỏe đúng không anh em? Rồi cung thủ lén lút này, đấy toàn những cái đơn vị khá khỏe. Gian này à, hôm nay sẽ đến gian đi anh em nhỉ? Rồi đó, theo trình tự rồi thì hôm nay chúng ta sẽ đến với em Gian và hai em kia thì sẽ để video sau. Ok, let's go nào, đến cái trận đầu tiên với mình nào. Rồi như anh em biết thì hôm nay mình sẽ đánh chay Gian, cái em Gian ở bên hội trường này thì nói thật với anh em là khỏe hơn cái em Gian ở bên nhà chính anh em nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cái phát đập đầu tiên của em đấy là được cộng thêm mấy trăm phần trăm ấy, đại khái là lên mấy trăm phần trăm gì đấy. Nó đập một phát thì thôi rồi rồi. Ôi, à rồi, ngon rồi, ngon rồi. Trận này thì lại còn có cả cái súng cối khổng lồ này. Úi giời, ấy sao lại chơi trò mạo hiểm thế bạn ơi? Sao lại chơi chơi cái trò đấy? Ơi 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 kìa, ấy 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 ấy. Rồi phát đầu tiên đập, rồi phát thứ hai, quẩy đấy, ôi ấy, giời ơi, sao lại chơi cái trò mạo hiểm thế hả em ơi? Rồi, đây, như anh em biết thì mình sẽ cho em tướng này đi cùng nữa. Rồi, cố gắng đập bức tường đấy đi, rồi đập bức tường ấy mới thả em ra này xuống nhá. Rồi thì em này thì thuộc hàng vào đai đen rồi anh em ơi. Không biết là anh em là có luyện võ, luyện công thì anh em biết là đai đen thì là... Ô kìa, sao lại nó ngáo ngơ thế nhỉ? Nó không biết đừng dập cái máy kia nhỉ? Cái máy kia nó không biết đừng đập à? Rồi đi luôn con máy rồi, hay quá, hay quá. Bây giờ mình mới thả. Rất nhiều anh em hỏi là tại sao mình cứ phải thả. Ôi, em này chạy chậm thế. Ôi giời, ôi quả bom. Thì nói thật với anh em là phát đầu tiên thì là phát đập khỏe nhất, nên chính bởi vậy mình luôn tiết kiệm cái phát đầu tiên. Ôi giời ơi, cái em kia còn chưa kịp vào cống hiến tí nào thì đã ra đi tìm đường cứu nước rồi. Úi dồi anh em ơi, tiếc quá đi thôi. Đấy anh em thấy không? Đấy em này thì được hàng vào võ sĩ đai đen rồi, được đi chuẩn bị mình cho đi thi đấu ở bên thế giới đấy. Võ sĩ hạng nặng đấy anh em ạ, sumo, sumủng hay là cái em WAW cái gì đấy đấy anh em. Chuẩn bị cho thi đấu với dơ dốc cái gì đấy. Đấy anh em thấy không? Đấy, úi dồi, phê chưa? Đấy, những tay đấm huyền thoại. Ui rồi, mỗi tội là vẫn bị bẫy bật, nó bật cho thì bay hết lên trời đi chơi. Rồi, hay quá. Rồi em tướng này mình mới cho lên level 8. À rồi đây anh em nhìn thấy đây. Đấm này. À phát đầu tiên là xem là đập bằng hai tay này rồi lại đấm một phát này và đấm hai phát này và đập bằng hai tay này. Đấm. Úi giời. Ôi, ok. Hay phết nhỉ. À rồi phát đầu tiên thì là ấy à, đấm ghê nhỉ. Đau tay không em ơi? Tay đó thì được cầm cái gì đấy anh em, theo như kiểu cái kia nó có tiếng tên của nó đấy, nhưng mà mình không biết. Anh em nào biết tên thì cái mà sỏ sỏ vào ngón tay đấy mà đấm này để cho nó choáng ấy, thì anh em biết tên anh em bảo mình phát, chứ nói thật mình không biết cái đấy. Rồi em tướng ra em đập một phát ai hai. Úi ôi, em tướng này gồng liên tục. Úi dồi. Phê. Còn cái gì nữa mà không phê đúng không anh em? Đấy, thấy chưa? Quá phê luôn, vẫn chưa phải vẫn phải sử dụng đồng hồ. Tại sao mà không phải sử dụng đồng hồ chứ đúng không anh em? Còn phải cường hóa quân đội lên nữa mà đúng không anh em? Rồi chúng ta cùng tiếp tục đến với cái trận thi đấu thứ hai xem nào. Ôi vẫn chưa được kìa. Đối thủ xem đối thủ ôi rồi vã mình mới có 45% thôi á. Mà nghĩ gì đúng không anh em? Rồi đến trận thi đấu thứ hai luôn nào. Let's go. Ôi trận thi đấu thứ hai này khỏe thì cũng có khỏe đấy. Nhà này thì nói thật với anh em là khỏe rồi, không cần phải suy nghĩ rồi. Rồi rồi khỏe rồi, khỏe rồi, khỏe rồi, khỏe rồi, khỏe rồi đấy. Được được,
quả ấy cho hai em ấy. Cái phát đầu tiên anh em thấy khỏe không, nhưng mà những cái phát thứ sau thì nó yếu quá. Rồi, hai đơn vị quân xuống cho nó lù bản đồ. Ôi ơi, sao lại bẫy bật chơi 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 xấu thế bạn ơi. Rồi đấy, anh em thấy không? Rồi, ôi, vào xoong, vào xoong. Rồi, đấy anh em thấy không? Rồi, nhanh. Rồi, quẩy đấy. Mấy em ra này chơi đấy, dã đấy. Ui ôi. Rồi, dã đấy, dã đi. Ui giỏi, rồi, dã chày, dã cối đấy, đấy. Rồi, đánh cả nhà quân luôn. Mấy em cung này, rồi tướng ra quẩy của anh phát đây, em ơi. Tướng ơi, đấy, một gõ, hai gõ, thế thôi, đơn giản. Ái rồi, ôi. Ôi kìa tướng, tướng ơi, mày ra quẩy hộ anh mấy em ba ba cái kìa. Ôi, con tướng này sao lại gà thế cơ chứ, đúng không anh em? Quá gà này, để cho phát xét. Đấy, ui dồi ôi, tại sao mà lại không thắng? Ui dồi, ui em ba ba, ui em ba ba, ui em ba ba chém khỏe phết nhờ. Ôi, ai, đừng, đừng để anh đánh xong hai con cao lông này ra anh giã cho mày, chú phải giúp một giã thì chú ra đi bây giờ. Chú nghĩ gì? Ui dồi ôi, một hết sót. Một phát headshot đến từ đài võ sĩ Lâm à, võ sĩ đài đen, khổ đài đen Black huyền thoại, đúng không anh nhá. Mỗi tội em này thì nói thật với anh em là đầu hơi chọc lốc một tí rồi, kiểu là đầu kiểu thông minh quá nên là hói. Nói thật với anh em là thế, thường thường người ta có câu là thông minh quá nên hóa hói à, rồi đấy anh em thấy không. Rồi đấy, như anh em thấy là đấy, quẩy đây nào, quẩy luôn. Rồi còn hai cái này nữa, ok, sao nó đang đấm mà lại úi đấy, cứ đi linh tinh ăn ngay phải bẫy bật, khổ hơn mấy cái thằng này không cái chứ. Đấy lại gặp, úi giỏi ơi, đừng 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 đi ra đảo chơi à. Rồi, suýt nữa thì ra nó đẩy ra ngoài biển này, lại phải sang bên nhà quân chính. Thì nói thật với anh em lại ngại lắm, lại có mấy em này đi đánh cùng thì nói thật với anh em lại khỏe quá, đối thủ lại khóc thét đó. Rồi quẩy đấy, rồi em tướng này khổ, em tướng này cứ gồng xét lên cụ toại đây. Nói thật với anh em, hút hút ở xét ở trên trời đến nỗi mà sắp hết cả xét rồi. Ông Thiên Lôi ông đang gào thét mà thôi mày hút vừa thôi, tao sắp hết xét rồi, tao không khạc được ra xét cho mày nữa đâu. Đấy đấy lại hút rồi, đấy khổ không cơ chứ. Rồi thần tho thần thủng kiểu gì mà lấy xét lấy sủng ghê thế cơ chứ. Đấy, đấy, anh em thấy không? Đấy, lại cái trận thắng nữa rồi, đấy, quá đơn giản đúng không? Đây, đấy là gian 16. Rồi, ôi đây rồi, lại có những cái pha ấy giờ. Nhà này thì nói thật với anh em là gặp phải đối thủ rồi. Đấy, nói thật với anh em là như thế. Đấy, gặp phải đối thủ quá đi rồi. Đấy. Đối thủ nào thì mình cũng quẩy như bình thường, không có cái gì xảy ra cả đấy. Chơi hết, một khi mình đã máu lên rồi thì mình oánh hết. Ui giời ơi, cái cỗ máy xay thịt kia nó xay ghê quá. Em ui giời ơi, lại còn bẫy bật bẫy bủng ở đâu nữa. Ôi giời ơi, em ơi em quẩy luôn cái cỗ máy xay thịt cho anh phát. Ôi giời ơi, thôi. Ôi giời ơi, thôi. Ôi giời ơi, thắng. Ôi rồi, ôi rồi, ôi cụ máy xay thịt ơi, xay thịt ơi, xay, ôi rồi, rồi đấy anh em thấy không? Ừ. Kìa, tướng ơi, ra quẩy mấy em ba ba hộ anh phát đi. Còn mấy con ba ba này nó rỉa máu á quá. Ê, sao lại chơi xấu thế? Ui rồi, ôi gọi chơi xấu thế nhỉ? Chơi xấu quá. Thôi pha này thì còn một cái ấy kia rồi. Rồi chết rồi, còn một cái rồi ôi đấy anh em thấy không? Ui dồi ôi nó say cho rồi, ui dồi ôi nó say cho tôi rồi. Cô cái cố đập đi em ơi, ui dồi ôi cố đập đi. Ui, xét 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 và quẩy đấy. Rồi hay quá rồi đấy anh em thấy không đấy. Rồi chỉ còn một phát cái nhà này nữa thôi là kiếm hai sao. Ai à, rồi lại được có xét rồi, may quá em tướng này sống sống dai thành huyền thoại anh em ạ. À, đánh 3 4 5 trận rồi mà vẫn cứ không sao cả. Đấy anh em thấy không? Sống dai thành huyền thoại rồi, sắp đi vào huyền thoại đến nơi rồi. Rồi pha này lại kiếm đầy máu đến từ đấy anh em ạ. Không biết là có được 100% hay không đây. Rồi.
Đấy. Trời ơi, còn 1 phút 05 giây nữa thôi em ơi. Quẩy tít tít lên em ơi. Lao, rồi 2, 3. Quẩy, quẩy, quẩy. Rồi, hay quá, hay quá, hay quá em ơi. Em tướng này, quẩy nhanh nhanh lên tí. Úi dồi ôi, nó lại còn phải chui ra ngoài nữa, đập đấy chứ. Khổ thân. Lao, 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 xét, xét, xét đâu, xét đâu. Hộ anh ơi, hộ anh phát ra, hộ anh phát. Rồi, 2, 3, 2, 3, 2 rồi, 3 rồi, 5 rồi. Rồi, ok, 40 giây. 40 giây chắc nó quẩy được đến đây thôi anh em ơi. Rồi, ôi, nó chắc nó quẩy ra đến cái trận này chắc được cố 90%. Ui, xét, xét, xét luôn, xét luôn, xét luôn. Một quẩy này. Đây, cái này mới ngốn, ngốn này, ngốn này. Ngốn này, ngốn với anh này. Ôi, hết xét rồi. Hết xét rồi, cố lên em ơi. Cố lên em ơi, em quẩy nhanh nhanh tí. Đề nghị ông COC này là được, 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 được. Đấy. À, mỗi lần hút sét thì nói thật với ông COC là tăng năng lượng, thì nói thật với ông là biết là đập khỏe rồi, nhưng mà đề nghị ông là cho em chạy tít lên tí nữa, chạy gấp 2 gấp 3 lần đi. Đấy. À, ông chạy hơi chậm. Ok. Tôi biết là cái cỗ máy chiến đấu thì nó đi chậm rồi, nhưng mà nó đang hút sét thì ông phải nghĩ rằng cái sét nó mạnh như thế nào chứ, đúng không anh? Anh em. Đấy, quẩy luôn nào, quẩy luôn đấy, kẹo quẩy, kẹo quẩy. Rồi chúng ta cùng tiếp tục là ui dồi ôi, nhà này có khỏe đấy nhờ, có vẻ là khỏe đấy, khỏe đấy, khỏe đấy, khỏe đấy, không không phải là yếu đâu, mình nghĩ rằng không phải yếu đâu. Rồi ok, mình sẽ cho pha vào đây. Ui em ơi, sao em gà thế, cái tường bên kia yếu hơn thì em không quẩy mà em lại đi quẩy vào cái tường bên này. Đời ơi, không hiểu là em võ sĩ đai đen kiểu gì mà em lại chơi cái trò như thế bây giờ không? Đấy, 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 à bom, à bẫy bật. Úi giời ơi, sao lại chơi nhau thế? Úi giời, lại bom nữa kìa, sao lại chơi những cái trò mạo hiểm thế hả em ơi? Rồi, úi giời ơi, mấy cái này, ấy ấy kìa, nó hút máu ghê quá. Úi giời ơi, bẫy bật các kiểu. Đấy anh em thấy không? Một phát là tràn lan đại hải, quẩy hết luôn. Cho luôn em tướng đi cùng nữa để còn tiêu diệt mấy em ba ba với lại em cung. Rồi quẩy đấy, quẩy đấy, quẩy đấy, let's go, chơi 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 chơi, bây giờ còn cái gì nữa đâu. Ui ui ui, chết rồi, vào đèn dầu rồi, chết rồi, vào đèn dầu rồi, vào đèn dầu, nó hút máu cũng ghê đấy. Nhanh nhanh, tướng ơi ra quẩy hộ anh mấy con cung phát đấy. Mấy em cung ra đi rồi à, hay là chưa ra đi? Ui ui, nó vẫn bắn đang 6 lít kìa, cái thằng tướng này gà thế nhỉ. Ui ui, cái đèn dầu kìa em ơi, cái đèn dầu hút máu kìa. Ủa chết rồi, pha này sai 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 kịch bản thôi em ơi, sai kịch bản thôi, sai kịch bản thôi, nhanh 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 nhanh, quẩy đấy, quẩy đấy, quẩy đấy, quẩy đấy, quẩy đấy, quẩy đấy, rồi hay quá, quẩy 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 quẩy. Ôi 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 kìa, ôi kìa, mày không ăn cái đàn dầu à, sao mày gà đấy. Úi dồi, úi dồi, úi, còn một em giàn thôi, chính thức là ra đi rồi, ra đi tìm đường cứu nước rồi, ra đi rồi em tướng, lần này đính chính thức là em mới ra đi tìm đường cứu nước. Vâng, quẩy đấy, rồi 2 3, 2 rô, 2 3, 2 rô. Vâng, em ra đi tìm đường cứu nước. Vâng. Rồi, tưởng em ấy, úi giời ơi, cố tí nữa thì phải thắng không? Tưởng em ấy sống dai thành huyền thoại cơ, hóa ra không phải, em ấy cũng chỉ là bình thường thôi. Đúng không anh em? Đấy, anh em là tiếp tục là. Rồi, trận này sẽ cố gắng chiến thuật hơn tí anh em nhá. Trận kia không chiến thuật gì cả. Nào, em cung một gõ này, em ba ba một gõ này, ba ba một gõ này. Rồi, sẽ cho bốn em vào đây trước. Ê, ê, sao lại chơi cái trò xấu tính thế? Ê, sao lại chơi cái trò xấu thế em ơi? Sao lại cứ đẩy anh ra ngoài thế? Em tướng đang bị... Ê, 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 em tướng bị bắn rồi. Thôi, 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 em tướng bị bắn rồi, còn nói chuyện cái gì nữa? Liệu cái đàn da này nó có lưu được cả bản đồ không đây? Quẩy đấy, quẩy đấy, quẩy đấy. Ôi giời, hay quá. Ui dồi ôi, vẫn còn. Ui dồi, ui. Mà thật anh em nhằng nhịt thế nhỉ, cái đèn dầu rồi. À, cái đèn dầu đi rồi. Bây giờ thì còn mối lo nguy hại nhất, đó chính là cái em cỗ máy. Ui ui, cỗ máy đập phá lại thôi. Cỗ máy đập phá lại, anh em quên hết đó. Chiến 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 chiến. Ôi giỏi ơi, thắng rồi, 100%. Ôi giời, ôi giỏi, ôi giỏi, ôi giỏi. Cứ bay lên trời chơi thế. Bay để lặng như thế vẫn cứ bay thì còn nói chuyện cái gì nữa hả em ơi? Rồi, một sao nữa. Rồi, trận này không phải là sao đen rồi, mà sao đẹp rồi. Ấy, giờ bom, bom. À bom, à bom. Rồi.
Anh em thấy phê không? Đấy, anh em thích con nào thì anh em cứ bình luận bên dưới nhá, mình sẽ làm cho anh em xem. Đấy anh em, giỏi phê thế. Rồi, nói thật đấy, anh em đánh bên này thì cũng chẳng biết chiến thuật gì cả, cứ đẩy lên lắc mắc lên vào 16 là quẩy thôi. Rồi đấy. Ui giời. À, ba lu à ba ba lu à ba ba lu cứ đúng gặp gặp mình là mình lu rồi, mình lu cho phẳng luôn đấy. Ui giỏi ơi, tại sao mà không 100% chứ, suy nghĩ cái gì nữa không, đắn đo cái gì nữa không nào. Rồi ok let's go. Rồi đấy, rồi anh em, hôm nay video của mình tạm dừng tại đây thôi. Hẹn tất cả các bạn vào những cái video lần sau nhá, bởi vì phần thưởng nó cũng hết rồi đúng không anh em? Đấy, còn 21 tiếng nữa cơ mới quẩy được tiếp. Hẹn tất cả các bạn vào những cái video lần sau nhá. Giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Ok, nếu thấy hay nhớ like, share và nhớ đăng ký kênh của mình để có những cái video mới nhất. Anh em nhớ ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất nhá. Rồi, giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn.